nhớ đây có một cái chỗ đẹp lắm để xây nhà. Nãy em thấy cái bột cào, cái bột cào á. An ant. Ủa, gì á? Ê, thấy cái hồ nước không? À, mình lại cho nó rồi. Cái đẹp á. Whoa, good job, giant explosion machine. Hướng nào ta? Đi hẳn không? Đi hẳn hướng vào nơi của anh luôn. Sao anh biết? Nè, em đứng chạy thấy mà. Grab a bandit. Thì ông em đủ má đi mẹ cập nhở nha mui. Có nhở nha mui. Có cái hang nhện này ha. Đâu thôi cần hé đi. Đủ má sao đi được. Địt mẹ tiếp được đâu. Được. Đi được, à, đi trên đó ok, đi trên đó ok. Ôi, té anh ơi, té đi. Thôi đi, té, tao đi, tao té gì nữa đâu. Sợ lắm. Em chạy, em phóng sao này. Thôi. Ui, thôi, anh ơi, mày ca hai. Anh đang biết gì hết. Anh không biết gì hết. Dạ. Cái hồ nước đâu rồi nhờ? Nhìn đi thẳng vô đó có hồ nước của em. Ê, đây nè, cái có chỗ sáng sáng nè. Ê, chỗ em nè, đẹp nè, tao đẹp luôn. Ê, có chỗ sáng sáng. Okay, đây có cái lon này vô đỡ nè. Đâu? Yes I can go inside this can. Má, lon này tối thu hút của côn trùng em. Gì? Thôi. Má mình đây có con gì nè. Cần mình lắm. Đây nè, đầy dí với mẹ. Ôi, đây kiến lửa. Đéo. Trời nó. Chầu má nó chầu lắm. Mày, châu. Trong cái đây có gì không? Đây nè, chỗ này nè, ngon nè. Ê, trên đây được nè, ngay giữa hồ nước có cái ấp được nè. Con ong có lại gì mình không? Không biết. Ê, bình nước, ngon. Ok. À, hãy xin nhà đây bằng phẳng nè. Nghe đẹp nè. Lồn gì vậy? Có gì lạ vậy? Có cái đầu gì vậy? Cái lồn gì trên đây vậy? Đụng mắt anh nghe tiếng con gì dưới đây nè. Cá. Mua nhà đi em ơi. Đây có kia đi. Đây đẹp nè. Đây đẹp nè. Làm như cái ôi này đi ôi này hey xây cái cầu ấm đi đấy ngoại xây đi rồi đi em làm. Chạy lại cái sò phóng táp. Nè, em bỏ vô đây thôi được rồi. Phóng lao, ok. Để xíu. B, có cái gì không? Cái này cái gì? Cái này là giống... Thiếu cái lá à? Lá.
Reset tao lưu lại chỗ chết. À quên. Ê. Em lại phá mẹ này đi. Reset đi. Bao rồi đi. Bao sao nhờ? Ép lại gì? Reload chắc được rồi chứ nhờ. Reset ê, reset body em ơi. Ủa đâu rồi? Cái nhà của em đâu rồi? Em phá rồi, em chưa phá mà. Đâu, anh chưa phá cái nhà cái kia. Reset tạo xây cái xây lại cái khác đi. Xây cái này. Không tôi chết á, địt mẹ. Con này con gì đây? À, chết cha mày. Xong rồi. Ok. Đi kiếm mấy cái lá là... Mà chỗ này khan hiếm tài nguyên quá vậy? Rồi, em dưới gỗ rồi. Ủa, không biết. Lâu quá không chơi. Không biết. Là gì bờ? À, hình như cái mấy con này ăn được thì phải. Gỗ đâu ta? Thiếu gỗ rồi anh ơi. Gỗ? Chắc lấy cây chặt chứ sao giờ? Xây bếp nướng thịt. Không được. Ok. Tại em bếp xây rồi, mình giờ còn gỗ. Này. Ê, mấy con mà xin lấy cây hình như ăn được á. Anh lại đập vô cái đầu nữa. Mẹ, đứng lại coi con chó này. Mày. Con chó. Mày đâu? Mày đi đâu? Lại mày chạy chí mạng mày liền. Ui mẹ sao nghe con tiếng quả. Ui em ơi, thì mẹ thấy con gì chưa? Đừng mấy con quả, con quả kìa ngay luôn. Bót ra quá vậy. Bên cuối thiếu fiber kìa. Dạ đi. Thiếu fiber nữa xong á. Còn thiếu cái gỗ mà đâu? Giờ gỗ của ta. Gỗ hả? Đây con ong bự thế. Ơi, anh ơi. Ủa? Tính ra cái chỗ này có cái đèn sáng trưng luôn, anh với em không làm nào có chỗ tắt khui vậy anh. Ui, anh ơi, em không làm nào hết trơn, anh đuổi em. Không phải, mình làm cái đồ nướng để nướng thịt. Không, ý là cái chỗ này nó có sáng trưng. Nhưng mà chỗ đó gần cái con gì ghê lắm, anh thấy có con bự. Rồi đúng thì công nhận. Lá cỏ khô chứ gỗ gì? À, cỏ khô chứ không phải gỗ. Cỏ khô, mẹ mày. Mà chỗ này nhiều nước lắm, nhiễm động. Đây là cái chân, đây cái đèn cũng được. Market. Nhà. À, cỏ khô. Mày thôi vậy, dậm đi. Cô đâu nhờ má đi làng hoàng gặp con gì đó. À trong cái hang này có nhện đéo vậy. Kiếm coi khô đi em. Anh đang rất đói rồi. Đâu rồi? Nhân ơi. Gì anh? Kiếm coi khô đi em. Em đang kiếm gì? Ý đâu?
Cái cỏ khô mình lập không được thôi. À đây đây, anh thấy cỏ khô rồi. Đúng quá, cái con gì ghê quá, mấy con này nó kêu kêu kinh quá à. Mẹ mai anh ra, anh thấy con kiến nào anh đập chết nó hết. À gần cho mình có cái hang nhỏ nữa. Nếu em hít tốc độ cao. Nó kêu mình tích tích ở chỗ ngủ kìa. Đây, anh có đồ rồi nè. Ok. Hình hình như là vậy. Số 3. Ơ cái gì đấy? Chết mẹ rồi. Ủa nhưng mà ta cũng muốn ăn đâu. À, ủa luôn có giống như thứ 3 nè. Khúc nè. Bấm lúc nào vậy? Nó u anh. Hả? U. Ok. Nè em. Nướng này em, là thêm cái nữa. À, hồi nãy anh ăn lộn con rồi, anh sắp chết rồi. Em hình như vậy không có đầu nướng. Rap. Không có đầu nướng được. Đó. À, đây, để anh xây thêm cái. Fiber. Nướng đâu nhờ? Đây. Thiếu đá, có đá không? Con này nướng không chưa? Nướng được rồi nè. Con xong rồi nè. Để biết nữa, anh nướng con đĩ gì vậy? Đây, đó, con này dành cho em. Bỏ chết đi mà. Con này dành cho em. Đồng ăn hơi bị ngon. Lợm vậy? Ăn hơi bị ngon. Không ăn để anh nha. Nhiều quá nha. Nướng 3 con hả? Nướng 3 con được không? Hả? Nướng được 3 con nè. Má tối nay mình có đồ ăn ngon rồi em. Tính lợm nha anh. Tệ nha, tí chết đừng có ăn con này của anh nha. Em còn nắm nhiều lắm. Ê, đi ngủ đi, tới giờ đi ngủ rồi nè. Đi ngủ. Đi ngủ đi, sáng mai đi tiếp. Mẹ. Ngon. Ê, set chưa? Đây, tao không? Trước khi ngủ nên ăn uống, sáng dậy nó cảm giác đói. Ok. Lẹ mày. Worse than my mom's Brussels sprouts. Đéo trong gốc cây nhờ. Ê, cái hồi mình xuống mình đúng mình nói thiệt. Cái này mình xuống mình uống nước được không? Không đâu. Ê, tao ăn con này. Moe. Bị có con này nè. Chém chém đi. Có nào. Xin lỗi mày, tao phải giết mày ăn. Là gì đây? Mày chắc cái đồ đựng nước quá. Chứ có đéo gì. Nhìn con mày với con. Dế. Thì chắc đợi lấy nước quá. Có cái máy research đâu nhờ. Vô phòng cây sồi phân tích đi. Ok. Let's go entry. Đây, vô phòng cây sồi kìa em ơi. Đi nhờ. Ui nhờ anh đi nè. Nhà anh ơi. Đi mẹ em dắt đi đâu đấy? Cái gì heo kìa. Cái đéo gì hay thôi đi anh. Cái lồng má nó.
lên cao nè, lên cao nó không bắt được. Đấy, đi đây, đi đây, đi đây. Đi với anh đâu rồi, đâu rồi. Trên đây nhỉ. Ý nhận. Whatever's rumbling. Có con gì dắt nè. I'm gonna stomp on it. Ừ, có con gì nè em? Ui, con nhện. Nhện kìa. Con nhện, nó chứ con gì. Đéo, 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 đéo. Thôi em ơi, em đi, đi... đi chịu chết thôi em. Có cái hang nè. Can't waste food. Mà này, em, ông nội em không dám vô đâu. Can't waste food. Đây, chúng danh nè. Tụi cái hang nào ngon ngon lắm, muốn nhìn vô không hai băng nhện cho. Nè, đi lại chỗ này nè. À, ê, có cái phòng đây. Mày, mày, mày. How many aphids is that? Rồi coi con chó này. Ê, có cái phòng phòng nè, đi đây vô đây. Đi con bò. Yếu thì kê búa đập hạt dẻ để làm giáp trâu. Those look like idealized geometric shapes in that pink thing. They can't be real. Có cái máy, có cái máy phân tích không? Ôi ơi, nhìn mà ông lắm. Đi mẹ mày, chúng ta hát cùng mày. Cái gì gì cho hả? Có mấy cửa vô không được. Có cái gì nè. Ơ, gì đấy? I have fallen and I am not appropriately shaped for getting up on my own. Chạy mày. Mẹ mày. Mẹ mày. Thanks for the helping hand. Hey, I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am also a robot. This all must be very disorienting. But hopefully I can explain. Phân tích đâu nhỉ? Anh kiếm cái máy phân tích chưa? Why are you it's you get the key chết rồi chết nó nhiều quá. Má đừng đừng nói chuyện với nó. Đừng sẽ làm. I help you today. Mấy ông mình chết đó, ok. Đồ, có kẹo nè. Kẹo. Kẹo có khác khác nữa không? Kiểu ăn bánh. Spray. À, thấy cái anh thấy cái máy phân tích rồi. Đây. Phân tích liền. Có đồ kiến rồi kìa. Xài thôi. Bỏ đồ vô xài thôi. Bỏ đồ vô à. Em xài đi. Có cái đồ. Ủa, bỏ đồ vô mà có dấu chấm than á, em bỏ vô đi. Đấy. Xin sao hả? Được chưa? Tôi bị bắt kịch lan. Ủa, nhưng mà khi nào cái máy này có thể xài được nữa ta? Pin là cái máy nào? Con robot đâu? Ờ, đừng kiếm robot nữa, mệt lắm. Ê, có đường đi tiếp nè. Em có cái gì có nước không em? Cho anh uống miếng coi. Đâu, không uống nước rồi. Honey. Cái này cũng sao được không? Có một ông mà được không? À, mà ông anh có. Có cái cô đi em, ok. Spire. Có cái hang. À, đây có cái hang kiến. Hang chịu xuống cái kiến, chịu chỗ kiến. Sự có nhớ. Có thời gian hồi phục tích. Ok. Đâu rồi? Để coi cái thời gian đó coi. Thời gian. À, 10 phút hả? À, nét chạc 10 giờ 46 phút hả? Phải không? Để tính thử coi. Quá rồi. Để tính thử coi. Gì?
cắt nhốt quá nên chạy nên mọi nó kiếm. Chạy kiếm đi, chạy kiếm đồ đi. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 10 giờ được tiếp tiếp. Ở đi. À đây. Ngon. Okay. No woman ơi. Má gì đó, mày gặp con kiến đi, gặp con nhện đi, tao chạy đó, cưới mày luôn. Ring or die, địt mẹ nước đâu. Ba mẹ xuống nước, uống ngụm nước dơ đi. Đi xíu chứ nhiều. Không, nó quay hồ không có luôn á. Kìa, cái hồ kìa. Được không anh? Thử. Dưới thứ như gặp con cá chép ở dưới phải. Đầu nó gặp con cá chép ở dưới đúng không? Chơi gì chưa? Xuống thử là được. Không, được mà. Đầu má, mình uống nước biển rồi em ơi. Sao lại không làm nhà trên đây nữa? Mình đi hơi xa rồi. Làm nhà trên đó hả? Hình như trên đó không làm nhà được hay sao á. Thôi coi, giờ bây giờ mình sẽ làm gì? Build the wood band. Kêu mình build the wood band kìa. Rồi, đi nhà mình đi. Mình đang cái chiếc bự hết. Chế búa đi, ok. Làm nhà đây mẹ cho rồi đi. Sợ đây nó không có bằng phẳng chứ nhà không được. Má sợ. Lá cây. Anh, con mẹ anh. Anh đi chỗ khác không? Đập chút đít anh đó. Xây nhà đi em. Ok. Workbench. Bên. Cá coi. Lỡ rồi. Ba lá cây. Chế đồ phụ anh coi. Mẹ mày. Em chế đồ ăn đi. Chưa lá rồi. Chế cái vô phát rồi còn lan rồi. Lập lý đi kiếm đi. Lan ở đâu? Cái này đó. Lan là cái gì? Mấy cái hành. Lan hình như lá khô. Lá khô là mấy cây gì vàng vàng nè. Cái cây mà nó bự bự á. Lá bự bự mà mình vét trên da á. À, đây nè, đây nhóc mà. Ăn cái đó quá. Nó không tâm lộn nhìn ăn còn hồi dẹp tâm nha với chạy. Lập đồ nhiều lên, mẹ mày. Đâu rồi? Còn chơi cái workbench này rồi. Để bên kia đi, để bên kia đi, bên kia chơi gần cái kia. Thôi bỏ cái workbench bên đó đi. Đi qua nhà bên đây nè, đi qua bên đây chơi gần nè. Ừ. Anh làm cái đồ hình nước đi. Làm đồ hình nước đi. Kiếm sao có cái đồ đựng nước chứ. Ủa làm nhà đây đúng không? Ừ, trên nó gần cái chỗ đó, có gì chạy vô, gì sạch chơi gần. Đây. Búa, ơi, con búa xịn lắm em. Để qua bên kia em dở mấy kia ra cho nó đỡ tốn. Ok. Đá, di chuyển bước bếp đồ qua. Đá đâu nhờ? Nãy anh có chế độ continue á mà lâu quá không chơi. Sợ vô bỡ ngỡ. Gì đây? Cái gì đây? Mew ơi, nóc sữa quá vậy.
Em ơi, cứu anh. Mẹ em ơi. Con nhờ anh. Dạ. Con nhờ anh với anh. Dạ vậy, em cũng không, ông nội em cũng không cứu anh nữa đâu. Ờ. Mày, mày cứu tên lắm, nhưng mày phải giết tao tí. Nhờ anh đi à. Em đi kiếm cục đá không khó, nhưng mà giết tụi bay nữa. Còn, anh có đá không anh ơi, em mặc dưới đá rồi. Kiếm ý. Làm cái rổ nè. Đừng đừng đồ cho hết tiền. Đá đâu rồi nhờ? Đây. Đây, 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 đây phải đá. Sáp, sáp là giống cái sáp là hình như đất sét. Xưa anh chơi còn hoang sơ lắm, đéo có mẹ gì hết trơn. Còn cái đá với lá khô. Ui anh ơi, nhờ anh nghe nhạc mình luôn kìa. Cái mẹ đi em, mình bơ đi. Đây kiếm đá, đây kiếm cục đá này không? Má anh chỉnh chế độ medium mà trời. Làm gì mà nó hạt quá vậy? Hey Fit. Đi về em xin lỗi anh ơi. Ờ, đâu lên đây mẹ đi đâu, sao nghe tiếng con gì vậy? Ui, ôi, 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 đi mẹ, con, cái con đó. Nó leo lên đúng không? Đi mẹ. Nếu mà nó leo lên thì mình nó bắt tớ. Sợ đá đi, mẹ ta. Giờ bác phục tóc để con lộn bắn tơi vào bên đây cũng được hết tơi. Gì nó upload con nào bắn tơ? Cái con nhện đó rồi, bắn tơ đó. À à đúng rồi đúng rồi. Con này cũng y chang vậy luôn. Đây trong trong đây đá nhiều lắm. Đi, sẵn tiện đi kiếm nước uống luôn. Ta cho em không có đá đây, này. Đây đây đây. Trong đây mới có. Feeling refreshed. Ui, mày con nhện. Hình như anh nhớ là mặc đồ kiến vô vô tổ kiến rồi mấy con kiến nó không đánh mình thì sao á. Đây đây có cái tổ kiến nha. Anh nhớ là ở trong 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 cái chỗ kia có con nhện. Mẹ ngày xưa anh ảo lắm. Anh làm cái trap bắt nhện mà đủ má. Con nhện nó leo qua được. Nhanh thành tinh mẹ. Mày đã sắp hư rồi nha. Ủa? À, là mày. Lâu rồi chưa chơi cái hồi mà chưa có cái gì trong tay hết trơn á. Mày giỡn với tao hả? Nói chứ anh đi nướng thịt đi. Không có trên đó nhiều hang nhện lắm nha em. Thôi để bên ngoài nghe. Vải cực. Em chưa lấy lá khô vậy hả? Em chưa lấy lá khô nữa hả? Rap. Ô địt nè. Spy. Này chắc là cái xương rồng. Nè nó bịp rồi. Gì vậy? Thấy mà ầm ngon quá tính lại lùm á nhận tôi ra. Mở cho mà húp. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Cái này đâu rồi? Sao không về bếp kia qua? À,
Thằng em này chắc chắc nó không biết nó phá mẹ, nó phá mẹ rồi. Em đi sai cầu mà. Hình như về được hay sao, bấm nút ép gì về hay sao, có anh chị, các bạn kia bên chị. Ủa, Em biết em nó bị sai cổ với bị sai cổ. cái cây mới chế đâu tiêu ta, đâu mẹ rồi. Mấy cây tôi mới chế đâu ta, mẹ. Ở đây cái búa đây hả? Ủa phải cái này không? Mẹ mình chế cái này mà. À chế nhầm. Nhầm tí, nhầm tí. Địt mẹ cái đã khô đâu. Thằng lộ mày kim kim kiếm giờ đã khô đéo kiếm. Để Cái này vẫn có anh ơi, vẫn có. lấy búa tao phang đầu mày quá. Ngay nhà mày luôn đéo khó. Chào mày giờ. Đứng lại coi được mẹ mày. Má tao nướng xong đừng có ăn nha. Má coi chạy nhanh chưa? Vì cô mấy thôi. Đi mẹ mày nhở anh ơi. Cứu em mày ơi. Đeo đeo đeo. Đi mẹ. Tao đeo cứu mày. Giết có con nhỏ đi lấy đồ ăn mà sao nó cầm căng quá. Dây grab dây đâu nhờ, đây go to and try. Strap không được ta, full chỗ để rồi hả, đâu strap không được hả? Gần nhà thì bấm e về, gần nhà bấm e về. Kéo được nhờ. Bực quá nhờ. Ở à đây. Đây cái chỗ đường, đường nước rồi. Xây thêm cái nữa. Đi, phải thằng lồ mình. Làm này đi. Not bad. Đi. Mày chơi xong mày nướng nó mày. Ê, nó mà nè nha. Mày chơi xong mày ăn nó. Ăn cho đỡ đói lên. Chào bây giờ. Sao đi lên mình chơi. Biết rồi, biết rồi, bấm đích chơi cho nhanh. Đi leo, đi leo, đi leo, đi leo, đi leo. Đây, nhưng mà ít đồ quá nên muốn tiết kiệm một xíu. Mà ai ngờ nó hết luôn. Khá là nhiều hùng với anh. Nước. Mình đã có cái mẹ thôi. Nước mà. Ủa, cái đó phải được nước không? Không. Thiệt không? Thiệt, nghe điện đồ à. Điệt bẻ. Tao phải xin lỗi. Lặp lại Em chiếc làm view cái điện to đồ đi. đây nè. Bẻ, sorry em, xin lỗi em. Đồ đứng à, đây đây. Smithy. Sẽ biết Thì thi. cũng không rồi. Ok. Gì đây? Available me mapple hả? Đá mapple hả? Nhớ có cái chỗ chế độ đựng nước. Hàng rào, ghế. À
cái này storage mất. Không, họ không đọc. Chứ này đập cái này trước. Đập hạt dễ chứ lương to, ok. Căng tin túi đựng nước. À đúng rồi, căng tin. Mày cầm cái đó luôn đi Bảo. Rất là cái căng tin, căng tin có nhớ, có nhớ. Nhớ sơ sơ. Cái này ôi đủ má con hai con vợ em ơi, cái lồ má mà có nhiều lắm mà dịch mẹ tao đứng ngay cái hang sao mà vô bị sợ đây cái lửa cũng giúp mình nha. Mẹ con nhà chó này hai con lận em ạ. Mình nhiều lắm, không phải hai con đâu, nhiều lắm. Có cách nào thanh tẩy của con này không? Có con đùm đớm nữa kìa. Có con đùm đớm nữa nè. Mấy con nhện này hết hồn. Đi mẹ mày, chết mình. That glowy thing looks like some real nerd stuff. Ấy, con này chưa phân tích nè. Cái đá là cái gì đây? Đồ giày. Cái này trước, lấy cái đôi giáp. À, water container, ok. Chế được cái water container đó em. Ở đây. Cần gì ta? Lá có rồi nè, cần cái vỏ, vỏ dừa cái gì á. Anh có, anh có cái trái cái đầu hạt dẻ. Ok. Đúng má anh nhận ơi. Tha em anh. Ít mẹ anh, em chạy. Mày, mày để đó, tao mà khỏe lên nữa, tao thấy chết cha mày. Có cái nào làm cái đuốc luôn không ta? Có mà. Đây là đuốc cắm luôn. Water container đúng không? Này, storage bag. Water container đâu rồi? Làm giáp được nè. Shopping storage bag. Đây, đây có cái đồ chủ. Render. Làm giáp được rồi nè. Wow, bắt được container đâu? Đây. Thiếu dây em ơi, thiếu dây em ơi. Thiếu dây leo. Quên, mình chỉ được dây leo mà. Dây cho mấy nẻo trời, mấy nẻo. Ủa, chưa có, không chế được. Đây, một cái. Ngày mai, nhưng mà ngày mai mới có nước. Còn cái vỏ xoài. Đó, tí nữa chạy qua cây xương rồng lấy cái xương về. Ui, mẹ ơi, em đi làm hạt dẻ. Em không biết gì hết đó anh ơi. Con kia nó dính cái hạt nhện ngoài kìa quá dính đi. Dí thằng hoài. Làm bộ giáp đi anh ơi, bộ giáp thấy an toàn hơn á. Cái gì chứ? Làm bộ giáp đi. Từ em, đủ.
ăn, em bỏ vô, em bỏ vô kia nha. Ok. Chín hết rồi. Được. Cái đó cũng... cái đó cũng phải lấy túi nước bơm à. Nói chung tôi chuẩn bị tôi lấy trước thôi à. Tính đi uống nước. Đây, xong. Có nước chưa? Chưa có nước. Ok, chơi tiếp đây. Chơi tiếp đây. Cái dệt hả? Sub Central, nghe làm như ra. Nhiều cái lạ quá nhờ. Water Container. Như vậy? Stú bịch, không, sub file. Này làm gì đây? em đi đây con này đi em. Đâu rồi? Gì vậy? Lấy cần tin bỏ nước và dự trữ thôi. Ok. Ủa? Lấy ra? Đừng có đập nó, cái biểu tượng thôi à. Smoothie. Còn đá không? Chim sinh thay đá đi. Đéo mày. Ừ, cái điều hết, hư thì rất hư rồi. Gì lập đi. Thôi đi ngủ hộ, sáng mai được anh. Ok. Đi. I am sleep. No joke. Ê, mày biết gì không? Sao anh? Tại mày chưa uống nước. Nước này, uống mày nước này đi. Ủa nhưng mà sao nếu có nước thì anh biết rồi. Đồ má, cái này nó kêu mình á là mình lấy kia cái đồ đồ chứa nước mình chế vô. Không, tụi mới tập rồi. Thắc mắc là tụi phải kiến cái này. Tập mấy con kiến kia để lấy đồ xịn luôn, không có tạm thời một cắt gì hết trơn. This is probably not a good idea. Đi vô một chút đi. Đúng. À, mình nhìn nó hơi đúng anh ơi. Con nhện này. Em ơi. Nó bắn từ anh. Nói mà. Đông. Thôi, cái này tôi chạy vô. Tìm bá lịch. Để chắc chế cái dù á. Có gì mới mới không? Of the particle irregularities, they appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Burgle, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, leave all references to the irregular covalent SNPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Mình có cái nhiệm vụ này. Nó kêu mình chế cái bằng dép. No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Super cheap. Buy the head lab, go home. Hạt dễ đâu ta? Đây. Huh!
Nói ngày xưa anh nhớ mấy mấy cái hạt dẻ này lụm cực lắm. Ý. Hydration is the key to performance. Cho hỏi chế kia đâu nhờ, chế cái bình nước đâu nhờ. Chế cái bình thường nước đâu nhờ. Có giáp nhện cắn cũng chết lâu. Ok, đang kiếm cái bình nước. Đâu nhờ bình nước đâu nhờ. Chưa thấy bình nước nhờ. Hay là chưa đào sâu, không biết nữa. Chế sẻ đào sâu để thử. À con sâu đi đúng không? Thấy sâu rồi. Xẻng chơi đi trước. Ui, điếc mẹ. Nhưng mình chế nhầm đồ rồi thì phải. Đâu nhờ? Rồi đâu nhờ? Rồi nha. Đây. Armor protection engage. Đang test có rồi. Một cái. Beep the Ritter. Xẻng. Đây, xẻng đây. Đúng rồi. Kiếm con sâu đào đấy của em. Mày bỏ chết. Mày vô đây. Mày vô đây. Đào cái gì anh? Con sâu. Đây đây thấy rồi. Đi lộn vô hang nhện rồi. Đây
vô rồi mày, không bắt tao mày. Không bắt tao mày. Hạt không nè. Cái hạt không mà phải dùng cái gì mới đập được. Cái búa. Đó cái này hiền nè. Một nho. Hey bro, chào bạn nha. Let's take a look. Ủa gì vậy? Right here. Nó làm gì vậy? Hiệu Trần đi đâu qua đây? Ồ quen nhau à? Em anh chế được cái bình nước anh em. Đây. Kiếm con sâu coi. Như thấy còn nhập thích. Chơi không? Ông mà mấy ông chơi rồi sợ chơi chung chán ấy. Tao nghe con gà hỏi có chuyện gì vậy? Ui đi mày nhớ. Hay không thích chơi game sinh tồn hả? Game này mới update full cho nên mới chơi lại. Ngày xưa chơi không thấy mẹ hết trơn, chơi buồn bỏ mẹ. Điều nha, đừng có nhắc gì nhà nó phá nhà nha. Chạy ngay nhà mình nè. Thôi thôi, chắc là vô khác đi em. Ê ôi bự lắm, thịt mẹ nó bự lắm. Để biết đâu. Kiếm, đi kiếm con sâu đây. Đi đào sâu đi em. Chế cái bình nước đi. Mình thì có cần chế cái gì mới chỉ cho lấy đồ này. Thôi, em muốn trải nghiệm game. Lâu rồi mới chơi lại, muốn trải nghiệm game xí. Đa số thấy ai chơi cũng bởi chừng à, không phải đâu. Nhất là tại vì cái lúc mà tôi chơi nó chưa có update full. Không có con mẹ gì hết trơn à. Chạy vô tí xíu hết à. Đâu rồi? Lộn kia nhá, mày lo mày chế đồ nhá, chạy nhầm lá cho cha mày đó. Đây anh đang làm đồ mà. Tao nói vậy đó, mày. Ừ chứ. Đâu rồi, bình nước mình đâu rồi? Đây, đây, đây. Nó lạ quá. Mẹ có nhện với nước không ạ? À đúng rồi, có mấy con gì dưới nước nữa. Ôi 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 ôi. Bên Thái người ta chuộng hơn. Ờ đúng rồi, Việt Nam mình thứ nhất ít chuộng game sinh tồn với lại game FPS. FPS đa số giờ liên minh liên quân gì? Free Fire hả? Em thích Free Fire không em? Ồ, nhìn đấy. Địt mẹ em. Đừng có nói vậy, đụng chạm nhiều người đó em. Mặc dù đẹp phải anh đâu nhưng mà đụng chạm nhiều người đó em. Thì mẹ họ. Đéo quan tâm.
Hiểu. Mày mày hãy nghĩ cho anh mày chứ. Dùm rác, dùm ở đây dùm rác thôi. Ngày xưa em có chơi game rap không? Có, chơi thêm đứa bạn nghe. Ủa cái lúc mà em chơi full chưa? Chưa, chưa chơi chơi full. Đi riết mà không thấy mẹ đó. À, em chơi tới khúc... À, vậy là em chưa chơi full rồi. Em đi với bạn em với em nó thay đủ thứ hết đi. Rồi biết lên cái bay đảo mà té mẹ. Em phải đi nhiệm vụ của nó chứ. Nó không giao nhiệm vụ luôn anh. Không, đi nhiệm vụ cái đi, em đi chế được cái máy định vị giờ. Chưa luôn. Mẹ gì mà kêu chơi hết. Để chứ em nói anh chơi hết đâu. Từ từ, thôi từ từ để trải nghiệm game xíu. Đang mò game xíu. Có cái gì nè? Ê em ơi, con nhận nút con kiếm nút tên em ơi. Em tìm được cái răng đồ ẩn hay sao nè? Đâu? Nè. Cái răng gì cần như muốn lập được. Răng hả? Nhìn giống cái răng lắm, chứ chả có cái yêu tượng gì. Đâu? Em đâu? À, ở dưới đúng không? Ở dưới mà. Có cái không gì chế vậy? Full bộ. À, để xíu. Đâu? Ở dưới nắp, ở à, dưới cái lon ha. Nhưng mà dùng cái màu trắng trắng đúng không? Đúng rồi, cái đó cái gì anh? Không biết. À, em anh đang bị mù game hả? Tại cái bánh hay sao á? Những cái răng quá. Ủa đâu rồi? Let's see what's sneaking around here. Bú hai mới được, bú hai mới được. Ờ, à, cái răng đúng rồi, thuốc kìa. Có gì chế không nhờ? Cái này chế hả? Wi-Fi hết lab nó kêu mình đi kiếm cái phòng lab. Nón, không phải nón này. Nhiều. Sâu. Có cái đầu nào không nhờ? Mới có đầu hả? Nghe con bò gì to hết. Ui, nhà mình có con nhện, sao nó gần nhà vậy? Chúng mình cần con nhện mà. À, chế cái đây có cái bông hồng nè, đi lại đi lấy gai nè. Can't waste food. Can't waste food. Dom. Anh ơi, cho em đụng đồ chút xíu anh ơi, đừng có dí nữa. Mày đi chế cái bình nước đi, mày đi lấy nước đi. Vậy em đang đi dùm đồ mới chế, mẹ, dưới đồ quá. À, mày phải kiếm cái sẻn. Để mày đào mấy con sâu ở dưới đó. Wow, I've never seen what the front of the box looks like before. Lemon crime. Thank you, Coach.
giống đủ. Quê. Bài trip à ha, anh chế được cái tráp này nè. Ê, nói chứ hay ông giúp tôi cái subscribe nha. Chứ từ từ cảm nhận game chứ. Mấy cái lão đem vô phòng thí nghiệm. Con mẹ mày. Ủa, có thằng lạ hả? Mày đi. Có. Coi coi chế được gì nha. Anh nhớ trên đây có cái nhà trên đây nè, tí nữa để tôi chạy leo lên trên. Cái thùng bự đâu mà nhờ. Nhớ có cái thùng bự. Mới nãy mới chế xong. Đây. Không chứ, còn mấy thứ trong rương chưa phân tích. À, tơ nhện. Thằng cô hồn này nó lấy xong nó không phân tích luôn. Cái hoa này nó lấy rồi nè. Em chế cái gì rồi? Còn bao nhiêu lần chế em? Em ơi. Thôi anh. Còn bao nhiêu lần chế? Hết chưa? Còn một lần nữa. Ok, để anh vô anh chế. Ê Nhân, đứng chờ anh tí Nhân. Anh nhớ trên đây có cái đồng mục. Ui, nhận với em anh ơi, tự nhớ. Chạy bay nè, chạy bay nè. Nghĩ rồi quá. Tôi dệt. Bắt kịch con. Ôi, được. Cánh hoa tàn. Đâu rồi, quay nhanh chơi. Ê mày. Để anh kìa. Ôi, em nhận nữa. Em phải đường này, Anh nhớ có một cái đường đi lên. Trên đây nè. Chạy em ơi. Chạy đi em ơi. Chạy đi. Bấm update này có gậy phép bắn đã lắm. Ồ vậy hả? Thấy nhìn kia không? Peeping goggles equipped. Đây có gậy phép nữa hả? Hảo vậy. Lấy tôi nhận được ta. Science is out of control. Đi làm gì? Đây chỉ có vậy thôi hả?
có mẹ hết. Tôi nghĩ ông không, tôi nghĩ ông không phá đảo nào ở đâu. Thì tự mới chơi mà, đang trải nghiệm game mà, nói gì kỳ thế nhờ. Mất quan điểm quá. Ờ, có gì mất quan điểm quá nhờ. Ủa, có cái gì ở dưới kìa anh? Đâu? Chỗ em nè. Nhìn giống cái nhà, kính quá à. À, chui vô cái nhà đó thì sao có nhà đó em? Đúng, chạy kinh vậy ta. Rồi sao em ra được? Có đi rồi. Bugs. Có gì nữa không? Có, cũng như là có, cũng có một cái máy kia nè. Buy the headlamp chip, the book super chip. Sao kiếm được con chip đó nhỉ? Có cách tên là lửa nữa. Hai anh em chip quân nhắc hạt dẻ là ăn được nhận rồi. Đi tập, đi tập. Ý rau mít là thịt con gì? Đầu con kiến à. Này con kiến Red and Head bắt. Safety first. Ôi em ơi, mấy cái thịt của con bò chét này không nướng là nó hư ấy em ơi. Đó, à, không, hình như không ăn là nó cũng hư sao. Ờ à. Mẹ, em nghe tiếng con gì đấy? Mẹ nhảy hay tới, nhảy hay tới nhà luôn. Cái lồn gì em ơi, vô tới cái nhà em ơi. Em ơi. Nhảy cái lá này anh, nhảy cái lá này không phải liền. Có miếng nước này uống đi. Đây em phun nước rồi. Bạn kia có like không? À không, ông ơi. Chết luôn thì chết thật sự gần nhà không lo gì. À không, tại vì tôi đang thích trải nghiệm. Accessory West Hand. Đây phải. Mình đi kiếm, mình đi kiếm cái gì vậy? Super chip finder headlamp. Kêu mình tí nữa đi, đi kiếm con chip kìa. Đi ngủ cái đi kiếm chip em. Đi. Perhaps we should make camp for the night. Ngủ thấy càng tối hơn nữa em. Làm cái nữa đi. À, nếu cho mình ngủ nữa. Cái lồn gì đây? Chị ngu vậy? Chị ngu rồi. Good
Sao tao vui vậy? Nhưng đang 2 giờ sáng. Thôi, em có làm đéo gì đâu. Ây da. Đánh cái anh kia. Gì á? Anh bị dính độc đó rồi. Em ơi, cứu anh. Em ơi. Đây à. Cứu anh trong nhà nè. Anh vui vậy không? Em thấy mẹ hết anh ơi, tao vui à. Anh trong nhà nè em ơi. Ủa bật mắt đúng mời đúng không? Tao vui không thấy mẹ. Ây da, anh ơi, em ơi, tao vui quá. Rồi, chết luôn luôn rồi. Như cắt. Tao vui quá, không thấy nghe nữa. Nhìn lùn ngoài mày ui cái chuyện vô nó phá nhà mình đó ôi nó cắn cái bị dính độc đó nha à em mờ lên chip đúng em chạy đâu túi bên kia vậy em chip coi em cái răng đó nè. Super chip. Tremor detected. Something's afoot. Oh, anti. Ê, bật em mời có cái map nhỏ nhỏ. Từ đi. Xíu đi. Mày chắc chết đồ lặng quá. Mày nhận lộn được nữa. Find the headlap. Find the headlap. Đi kiếm cái lap. Headlap đâu nhờ? Ui, xa thế. Bảy. Mờ. Ôi, thì... Cái lắp đâu? Lắp đâu? Bay bồn. Còn ở thi. Bên phải ở dưới. Đây hả? Cái gì đây? Super test chip. Ui, sao thế? Sao này giống trong hang quá vậy? Đây đây đây. Ok. Anh giấu được không ta? Rồi ok. Em ơi. Sẵn sàng cho em. Ba con nhận nhiều thế. Sẵn sàng cho em. Nhận nhiều quá. Lấy đồ ăn thức uống gì em? Cái đéo gì vậy? Đi anh bơi luôn kìa. À chết mẹ mày rồi con. Ờ à, cái này thuộc loại sinh tồn của em. À game này đã chịu không nổi rồi. Sao Icarus chịu nổi em. Mẹ anh với em vô tập mẹ chết mẹ đi em ơi. Mệt quá. Đập không à? Đập tới cái gì?
chơi luôn, mọi sức là chơi đó luôn. Dạ, yeah, em mày hình rớt rồi. Anh dùng mày hình rớt rồi. Đi, đi, ấy da. Đi. Ôi. Sắp, à, sắp, sắp phá hư nhà mình rồi. Ồ, nhảnh châu lắm. À. Đi. I can't catch my breath. Chụp phải thì để đỡ. Cái tay nước hoài ta, mình có gì vậy? Được không? Chúng ra nhà nó cắn. Đi lấy con chip cái đi. Chạy xíu đi. Cái mẹ đi. Cái mẹ đi. Mệt quá. Chip ở đâu rồi? Em mở em mời lên. Nó tới rồi kìa, nó tới rồi kìa. Chạy 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 chạy. Dạ dạ dạ. Đọc đó chứ. Má chết đi nước luôn. Mẹ nhảy đi bơi, nhảy đi bơi. Lộn con nhảy chó. Nó mới chơi nổi trên tầng này. Nó, ok. Kill me if I lost this. Ok mẹ đi. Từ từ đi. Không nó phá nhà mình nữa. Đi vô đây với anh đi em. Đi làm đồ vô đây với anh đi. Đi. Làm đồ chưa? Đi làm đồ của em thôi, cả mẹ đi. Đi. Chơi con này không? Chút giận lên con này không? Thôi, tội nghiệp nó. Đi. Lấy chip đi. Em mờ lên. Nằm ở góc bên phải á. Thấy không? Phải bên dưới. Ok. Không biết là có phải đi xuống hay không nữa. Đang hơi sợ. Một cái trên đây hả? Khi mình có cái gì trên đây nè, gần đây có cái gì nó nằm gần trên đây. Bắt cua cái. Yes, chết mẹ rồi. Ô mẹ mày, thôi tao mệt quá. Có gì trên đây nè em? Có cái máy báo nè. Đây đúng rồi nhờ. Đúng rồi. Em đâu rồi em? Sao em bỏ anh em? Em đâu anh? Lắc hả? À, không biết sao Facebook nó đang giảm băng thông.
Ủa, chẳng phải trên đây. Nó kêu có một cái gì đó gần đây nè. Ai dập đi, mẹ té. Em nhìn trên góc trái của em thấy cái máy chớp chớp nháy không? Có. À hình như là. Đi vào trên thẳng trên đây nè, à, trên đây. Nhìn trên đồng hồ nó báo hình vòng ngày nghiên cứu. Anh biết. Anh kiếm. Thế nó nếu hiện đâu hết trơn ta. Mày chết chứ mày. Đây. Mình tới. Kiếm đi em ơi. Nào giờ xung quanh đây nè, không biết nó chính xác chỗ nào. Anh được hai vạch rồi. Em cũng hai vạch nè. Ba thanh là gần sát. Ừ. Mà thấy nó càng nhỏ ngày càng mơ. Mất mẹ nữa rồi. Bên đây. Bên đây. Đây thì mất. Má không có. Bóp tôi có đâu. Cái nào nó nằm dưới đất không nhờ? Sắp sáng rồi, sắp sáng rồi nè. Trong đây nè. À, đường này luôn nè. Ủa. Đây không phải. Đây cũng phải luôn. Đây nè. Đây à, nó tính ba, tính bạc thứ ba nó mờ. Cái con nhện vô rồi, cái con nhện rồi vô rồi. Đi tìm chip đi, nhà đó đi phân tích. Ờ ha, đúng ha. Cái mẹ đi em ơi. Mày. Xin lỗi quá. Mình đi. Mày. Mình mà mình kiếm xong mình nếu có gì phân tích cũng vậy. Có còn đéo gì chạy phía sau mình kìa. Còn bật quá ha. Đồng mà. Ủa gần đây hay có cái. Ôi, băng qua chỗ nước này hả? Sao nghe thấy sợ quá vậy? À, nhớ cái khúc trên cây rồi. Nó trên cây nhện bảy kích luôn đấy. Nhớ khúc trên cây rồi. Sao leo đây ta? Em ơi, sạch mắn này với. Chết mẹ, sắp 12 giờ rưỡi rồi. Chúng mày chuẩn bị đi ngủ rồi. Anh chơi nữa không? Từ, để xíu. Anh thấy nhà nè.
đi kiếm cái chiếc xong đi rồi nghỉ. Ok. À, có cái trái này ngon lắm. Mà chắc phải dùng tên mới bắn được. Cái chỗ làm nhà hập này cũng đẹp lắm nè. Con dao. Má, đẹp lắm em. Nhìn với lùng. Nó đẹp kìa, ủa? Cái gì lại vậy? Biết, mới dùng con dao. Ủa, Lâm Vũ nữa nè. Chết á, biết nhà chưa lắm. Ừ, cũng nhớ sơ sơ. Cái đồ... Từ từ em ơi. Xây cái bay trước em ơi. Gì chết còn xin em ơi. Taking a look. Đâu rồi nhờ, đây. Xem một cái thôi được rồi. Anh với em xếp được. Ok, đi thôi. I've had worse, I guess. Có cái gì dễ ăn không nhờ? Nè, nắm heo quá trời nè. Nắm. Đây, chạy thôi. Better than starving. Chuẩn bị đối mặt với nhện nha, chạy nha. Lòng má nhìn dữ lắm. Ê, đây có cái gì nè? Khóa mẹ rồi. Mẹ em đâu rồi? Em ơi. Hả? Ý, mẹ đâu có đánh em nữa kìa. Gì cho tôi, sao chứ vậy vậy em ơi? Chị mẹ lên coi thử có cái mồm. Con robot thì mẹ nó muốn áo á. Nói lên luôn. Lên chưa anh? Chưa, nhìn đây đau đâm lắm, anh sẽ tiếp lên được. Nhẫn có con mà con quan trọng con robot đánh mới đau kìa. Robot à, biết robot rồi. Từ coi, anh chỉ biết đường lên coi. Kìa, con robot đánh với nhau với nhẫn vậy. Thôi kìa mẹ đi, Anh chỉ biết đường lên cái, nhớ đây có cái đường lên. Đi men theo vách đá. Ê, đây có hầm nè. Ui, nhìn đáng sợ. À, được nhờ. Em ơi, tụi bay sang đầu kiếm nè em. Ủa, sao đầu kiếm đâu anh nhỉ? Ôi, em ơi, con nhện gì em ơi? Điệt lý. Rồi sao ra? Ủa, mấy cái đầu kiếm này sao lấy anh? Biết của mày gì sao ra? Someone help me. You're gonna be fine, Pete. I'm back. Chạy nha. Chạy chưa? Có đồ kiếm. Chạy. I don't think I'm gonna have enough to take on such a foe. This isn't a game, Bob. Thấy có cái cửa này anh. Giúp được, anh vô rồi. Đừng lên đâu. Để hãy dùng lên. À, dưới bên đây nè em. Đây. Ladybug lumbering down the lane. Này. Đúng rồi.
mày. Đây. Vô tình lụm được đồ ngon không còn dứt kiến. Mẹ. Ok. Anh nhớ có một cái hốc hốc để đi lên. Wow. Kiếm được lên cho em mấy cái này, mấy cái nhà nghiên cứu ở trên cây nè, chắc luôn trên cây cũng có mấy con nhện nữa. Được không ta? Thấy được hả? Thấy có cái gì nè? Có cái sợi dây đi lên nè. Có cái gì nè? Đây có cái gì vậy? Trên đây có gì nè? Nhưng mà sẽ lên được. Sẽ lên không được. Đây có nhà. Nó có bị cái gì chặn rồi. Hòm kia không? Đâu? Đâu? Ờ, có nhà trên kia rồi. Có cái nhà nữa. Rồi, biết rồi, thấy rồi. Mà anh... lên, làm sao lên ta? Hòm đâu? Nó không được đâu, bị kẹt cho nó rồi. À, cái này giống cái ô điện. Nó cái ô điện mà. Gì hả? Ui, em ơi, trên đây đây có mấy con gián vậy em ơi. Đâu có đi vậy. Vô. Lên theo nhánh cây. À, thấy nhánh cây rồi. Ok, đi mẹ té rồi. Rồi nha, đừng chọc mấy nó nha. Ủa mình ơi, em té rồi. Sao mày té chỗ đó? Anh không có nhận. Có con dán ở dưới kìa. Mày con dán cái bờ luôn cái lùng đó. Ủa anh phải dán không? Đéo biết nhưng mà anh biết hết. Someone help me. You're gonna be fine, Pete. Kiếm còn có cái đẹp. Ờ anh thấy, tôi thấy rồi. Anh thấy em chạy 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 that building over there. Looks like the kind of place a weird radio signal would come from, hello. If you ask me. Okay. Má đi từ không té, không té, không té. Cái tuốt không gốc cây đối diện kẹp giấy. Cái hòm dưới gốc cây đối diện đồ kẹp giấy. Khoan. Cái đồ gì dưới kìa? Cái hòm biết có keo gì được kẹp giấy. Đâu? Cái hòm dưới gốc cây. Gốc cây đó gì được kẹp giấy. Dưới gốc cây. Đừng có lừa tôi chứ. Chết rồi, tối quá em. Dạ. Đối diện mà. À, ý chắc nó ở bên đây hả? Có hộp xanh. Safety first.
Anh đi ngủ nhanh em buồn ngủ quá. Đi ngủ hả? Ngủ quá. Rồi kiếm chỗ nào để xếp đi. Đâu rồi? Đâu rồi? Thôi đúng rồi, chắc xét. Đâu rồi? Đúng rồi, đi sao vậy? Mấy kinh trận cái con còn khổng bông nhện á anh ơi. Con đéo gì? Nó còn nhện con, nó vừa nhảy vô nhảy rồi phát chết luôn á. Ghê vậy? Đi đây kiếm cái chỗ hình như trên mấy cái này xếp được, xây cái nhà được nè, mấy cái nấm nè. Đi đây. Maybe that spiderling tastes like popcorn. Don't tease me. I would kill for some. Đâu rồi? Would you kill some spiders for popcorn right now? Đéo gì cắn anh vậy? Bò cứ ngủ dương vậy. Anh đâu rồi? Anh này này, anh ra nè, anh đâu rồi? Anh đến đây. Ủa, em rớt dưới đất rồi hả? Đâu, nãy lên lên chảnh cái con mấy nhện con bay thì chết luôn. Ê, nói chứ đi tranh thủ lượm đồ đi em, đồ đi để xây cái nhà đi em. Lượm cho anh hai cây nhỏ với. Hai cây nhỏ dưới á. À, lượm. Em mấy cây rồi? Ba cây. Không đủ, chỉ thiếu một cây. Ê, lượm hai lượm. Rồi dí mình đi ta. Nghe kẹp màu xanh á. À. Có con đéo gì nó đang mò mò mình ta. Con nhà nó luôn. Ủa mày đã thấy mày rồi. Dạ. Ôi da. Có này mình không xài. Ừ ha, hồi nãy quên lấy cái cây bồ công anh ha. Điệt, thằng của em này. Ba té nè ơi. Mày đi vậy té quá. Ngủ mở mắt rồi em. Mới tóc hôi vậy, ngủ ngủ. Thôi. Thôi, xếp đi em, quay vào trong xếp đi em. Anh cũng té rồi. Dễ té quá nè. Thôi, quay xếp cho xếp đi. Thôi, xếp đi ngủ. Mày chơi tiếp. Ok, xếp rồi. Ok. À, mày chơi sớm, không đá FIFA nữa.